Và cùng với tình hình an ninh trật tự trong vòng 24 giờ qua thì có rất là nhiều những cái thông tin đáng chú ý, ví dụ như là một cái nhóm khai thác cát lậu quy mô lớn ở tại sông Đồng Nai vừa được triệt phá, hay ở tại Thừa Thiên Huế vừa phát hiện ra 3 tấn thịt lợn và nội tạng bốc mùi hôi thối. Trong khi đó thì công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng đã được triển khai gắt gao hơn. Và một thông tin giao thông cũng đáng chú ý khi mà có một cái clip ô tô chạy ngược chiều vun vút trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cùng với những thông tin cập nhật chi tiết. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin an ninh trật tự văn hóa xã hội đáng chú ý ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 14 tháng 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 4 ngày thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã quyết liệt xử lý các vi phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Cụ thể đã xử lý 39.981 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 88 tỷ đồng, tạm giữ 13.087 phương tiện, tước 8.032 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 9.098 trường hợp, vi phạm về tốc độ 8.239 trường hợp, vi phạm ma túy 47 trường hợp. Được biết, kế hoạch cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được thực hiện đến ngày 9 tháng 3. Ngày 14 tháng 1, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông xác minh đoạn clip ghi lại cảnh ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một tài xế ô tô đã ghi lại cảnh vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, tài xế đang đi đúng chiều trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đến đoạn gần cầu vượt nút giao với đường tỉnh 908, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ thấy xe màu đỏ đi ngược chiều ở làn đường gần giải phân cách và nháy đèn pha liên tục. Tài xế nhanh chóng giảm tốc độ và đánh lái qua làn đường phía trong, tránh được tai nạn. Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến nhiều người bức xúc vì hành vi trên có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngày 14 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng cầm đầu là Lê Thị Như Ngọc, 45 tuổi, quê Đồng Nai, cùng 3 đối tượng khác về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, rạng sáng ngày 5 tháng 12, trinh sát ban chuyên án đã phục kích bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp danh giữa thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rồi vận chuyển lượng lớn cát về địa điểm ở đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Khi mở rộng điều tra, ban chuyên án đã khám xét nhiều địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều tang vật, máy móc, tài liệu có liên quan. Sáng ngày 14 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa kiểm tra phát hiện một kho hàng hóa thực phẩm đông lạnh lưu trữ lượng lớn hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra tại kho hàng, hàng thực phẩm đông lạnh do ông Lương Hùng Minh sinh năm 1971 tại thôn La Khê, phường Hương Vinh, thành phố Huế làm chủ. Lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn thịt lợn và nội tạng lợn với tổng trọng lượng hơn 3 tấn có dấu hiệu vi phạm. Chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện việc đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt gia súc hoặc có dán tem vệ sinh thú y. Một số hàng hóa là thịt đã có dấu hiệu đổi màu và bốc mùi hôi thối.